Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ dự lễ tri ân Vũ Vương Nguyễn Phúc Khoác, người có công đình chế lại chiếc áo dài Việt Nam. Tham dự lễ có lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế và Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc Tộc. Chùa Nguyễn Phúc Khoác, sinh năm 1714, mất năm 1765, Huế là hiệu, hiệu Vũ Vương, là vị chùa Nguyễn thứ 8 trị vì Đàng Trong từ năm 1738 đến năm 1765. Thời chùa trị vì, đất đai, điện thổ được mở mang, có phần hoàn thành công cuộc nam tiến của dân tộc. Lãnh thổ Việt Nam về cơ bản thời điểm này đã định hình xong. Giờ thời chùa trị vì, nhiều cải cách cũng được ban hành, đặc biệt là quy định nhằm đình chỉ lại chế độ y quan trong triều chính, quy định lại chiếc áo dài cả nam lẫn nữ nhằm phân biệt y phục giữa đàng trong và đàng ngoài. Chính vì công lao này, Lê Quỳ Đôn trong sách Phủ Biên Tạp Lục đã có nhận xét rằng chùa Nguyễn Phúc Khoác đã viết những trang sử đầu cho chiếc áo dài như vậy. Lễ tri ân cũng là dịp để thế hệ hôm nay tìm về cội nguồn của áo dài Huế, áo dài Việt Nam trong hành trình đưa trang phục này trở thành di sản vật thể của quốc gia và của nhân loại.